Hello các bạn, hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn một câu nói mới để bắt đầu ngày mới của mình. Câu nói hay là sometimes, là đôi khi, it is better, nó sẽ tốt hơn, to say something different, là nói một cái gì đó khác biệt than what you are thinking, so với những cái gì bạn đang suy nghĩ, thì đôi khi nó sẽ tốt hơn để mà chúng ta nói ra những cái gì mà nó khác với những gì chúng ta đang suy nghĩ. Và các bạn biết là tôi viết cuốn sách cùng với vợ mình tên là Thinking, là suy nghĩ. 8 cái gọi là cái điểm chung mà những cái người gọi là great thinker, là những người mà suy nghĩ giỏi, họ áp dụng cho hành trình phát triển của họ. Và vì sao tôi viết cuốn sách đó, vì sao tôi phỏng vấn những chuyên gia trên toàn cầu? Bởi vì tôi muốn đem một cái công thức, một cái gì đó để xem thử là ok, tại sao người ta làm được những việc như vậy, tại sao người ta giỏi quá như vậy, tại sao người ta trở thành người mà hàng triệu người theo dõi, hàng triệu người theo học, tại sao họ là những người mà công ty lớn thế này, đa quốc gia mời họ về làm tư vấn, mời họ về làm khai vấn, tại sao họ viết được những cuốn sách bán được hàng triệu 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 bản trên toàn thế giới. Họ khác tôi và bạn ở cái gì? Và tôi nói với các bạn, sau khi tôi phỏng vấn hàng trăm chuyên gia như vậy, hai vợ chồng tôi mới ngồi rút lại là ok, cái khác biệt lớn nhất là cái suy nghĩ của họ, cái khả năng của họ suy nghĩ rất rất khác biệt. Và các bạn biết không, khi chúng tôi bắt đầu viết cuốn sách thứ hai về thinking, là version mới tiếp ấy, là chúng tôi muốn nghiên cứu sâu hơn về cái suy nghĩ, không chỉ là thông qua những cái buổi phỏng vấn mình chia sẻ lại, mà chúng tôi muốn nghiên cứu về khoa học não bộ, là neuroscience. Tôi muốn đem kiến thức của psychology, là tâm lý học, đem những cái kiến thức để mà có thể lồng ghép vào để có cuốn sách thứ hai đang viết, và dự định là 2025 nó sẽ ra, để chia sẻ cho các bạn một góc nhìn về cái việc tầm quan trọng của suy nghĩ từ trong cái nghiên cứu về khoa học. Các bạn biết không, cái bộ não của chúng ta là một cỗ máy tuyệt vời, một cỗ máy nó dễ sợ lắm mà chúng ta không tận dụng nó được hết. Chúng ta chưa tận dụng nó được hết bởi vì cái cỗ máy nó làm biếng lắm, cỗ máy nó rất là lazy. Cỗ máy đó nó chỉ muốn làm vừa phải thôi. Bởi vì cái vừa phải thôi đó, nó là đủ xử lý cái việc hàng ngày hàng giờ rồi. Chúng ta lái xe đi để đến cái điểm đến. Nhiều khi vừa đi lái xe vừa suy nghĩ, vừa bao nhiêu thứ khác nhau, vừa ngó traffic, vừa nghĩ trong đầu, vừa nghe nhạc, bao nhiêu thứ, đúng không? Đó. Tới cái điểm đến chúng ta không thể nhớ được là chúng ta tại sao chúng ta đi như thế nào, đạp ga lúc nào thay số, lúc nào bắp phanh, rất là những cái thứ mà bộ não nó đã kiểm soát hết. Chúng ta không cần phải làm những cái việc như vậy. Thì cái suy nghĩ của chúng ta nó bị là một trong những cái thứ mà bộ não nó không muốn chúng ta vận hành. Bởi vì khi chúng ta vận hành cái việc suy nghĩ là não bắt đầu nó phải gọi là lên cơ, lên dây, lên đai, lên cót kìa, để nó làm cái việc đó nó không muốn. Cho nên nó muốn chúng ta là minimum thôi, ít nhất, tối thiểu, vừa phải thôi, như vậy được rồi, như vậy đủ rồi. Và những người giỏi thật sự, họ sẽ phải tìm cách kiểm soát cái suy nghĩ đó, kiểm soát cái bộ não của họ, kiểm soát những cái gì nó đến trong cái đầu của họ bằng cách là validate nó lại, kiểm tra nó lại thôi. Wow, tao nhận được cái thông tin như vậy đó, thông tin nó đúng không, thông tin nó đúng chỗ nào nó sai, chỗ nào tôi cần phải nghiên cứu thêm, tôi nghiên cứu thêm bằng cách nào, tôi nghiên cứu thêm với ai, tôi sẽ đi tìm hiểu những thông tin đó cùng ai, nếu tôi tìm hiểu được cái sự khác biệt nó hữu ích cho tôi cái gì, và how là tại làm thế nào để tôi có thể kiểm chứng được cái điều đó, tại sao tôi phải kiểm chứng điều đó, what else là còn cái gì khác tôi không biết hay không, còn cái gì khác tôi không nghĩ đến hay không. Còn không á, chúng ta sẽ là một con rối bị cái bộ não của mình nó dắt dây kêu Hà ơi đừng nghĩ nữa, đúng rồi đó, thông tin nó đúng rồi đó, khỏi phải suy nghĩ đi, mất công đó, khỏi phải validate nó lại đi, phiền lắm, đủ rồi, it's okay. Đấy, là bởi vì nó không muốn tôi và bạn làm cái điều đó, cho nên sometimes đôi khi nó sẽ better nếu mà chúng ta nói ra, chúng ta say something different, nói ra cái gì nó khác với những gì chúng ta suy nghĩ. Khi bạn đang buồn, bạn đang cảm giác cô đơn bức bối, bạn thử nói với mình, ồ tại sao tôi phải buồn, tại sao chúng ta không vui hơn, làm thế nào để ta vui hơn, tại sao ta phải ngồi mất thời gian để ngồi gặp nhấm những cái đang không vui như vậy, ta xứng đáng hơn những cái việc đó mà. Thì cái câu mình nói lại với mình là ta muốn làm cái gì khác để khác biệt được hay không. Khi bạn bắt đầu bắt bộ não của bạn vận hành để suy nghĩ, để thinking, để process, là để làm ra được những cái việc mà suy nghĩ mới như vậy á,
À, cái bộ não của bạn bắt đầu nó sẽ kiểm soát lại cái sự vật hiện tượng. À, nó kiểm soát nó kìa chứ. Cái chuyện này không vui hả? Nhưng mà mình có thể kiểm soát nó mà. À, nó đang không vui. Bây giờ ta làm khác được cái gì? Ta làm khác được cái gì? Đó, những cái như vậy. Đó là những cái mà bạn cần phải train, là phải tập. Tập cho bản thân mình biết cách kiểm soát lại cái thinking của mình. Bởi vì cái suy nghĩ của mình á, nếu mà nó có thể là tốt nếu mà bạn suy nghĩ nó tốt, nhưng nếu bạn đang suy nghĩ nó sai, nó chệch hướng và bạn không kiểm soát nó được, không control được nó sẽ đưa bạn đi vào cái vũng lầy của cảm xúc. Vũng lầy đó nó càng lúc nó càng sụt chân bạn xuống, nâng cái nước lên, cao lên, dần có dần bạn thở không nổi nữa đâu. Cho nên say something different, hãy nói cái gì đó nó khác biệt với cái suy nghĩ của bạn. Tự dưng câu chuyện và tìm được cái hướng giải quyết mới của bạn nó cũng ra được vấn đề rất nhiều. Ok, chúc các bạn một ngày tuyệt vời và hẹn gặp lại ở video kế tiếp.